Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm, được bà Jill Biden, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, vinh danh Phụ nữ can đảm quốc tế 2022, cùng 11 phụ nữ khác trên khắp thế giới. Buổi lễ trực tuyến trao giải thưởng này diễn ra vào lúc 10 giờ sáng giờ Washington ngày 14 tháng 3 do ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken chủ trì theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Nhà báo Pháp Đoan Trang hiện đang thụ án 9 năm tù vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước được đệ nhất phu nhân Joe Biden sướng tên ghi nhận thành tích can đảm vượt bậc Phạm Đoan Trang là một tác giả, blogger, nhà báo và nhà bảo vệ nhân quyền được quốc tế công nhận. Thông qua các bài viết và phỏng vấn của mình, bà đã sử dụng các lập luận pháp lý được nghiên cứu kỹ lưỡng để vận động cho nhân quyền, pháp quyền và đưa mọi tiếng nói vào các không gian chính trị ở Việt Nam, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết. Bà Phạm Đoan Trang là tác giả viết sách và là đồng sáng lập nhiều tổ chức phục vụ cộng đồng, tập trung vào việc mở rộng sự tham gia chính trị và thúc đẩy nhân quyền, quản lý tốt và tiếp cận công lý là một nhà báo, bà đã mạnh dạn đưa tin về các vấn đề xã hội mà báo chí Việt Nam chưa từng đề cập đến trước đây theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận bà Trang đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế cho công việc của mình. Bà bị bắt vào ngày 6 tháng 10 năm 2020 và bị kết án 9 năm tù vào ngày 14 tháng 12 năm 2021 vì tội tuyên truyền chống nhà nước liên quan đến các bài viết của bà và bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa. Những người được vinh danh năm nay cùng bà Phạm Đoan Trang đến từ các nước Bangladesh, Brazil, Burma, Colombia, Iraq, Liberia, Libya, Moldova, Nepal, Romania và Nam Phi.